rà soát lại các cái khu vực dân cư, nhất là ở những cái nơi mà có cái nguy cơ sạt lở, rồi có nguy cơ lũ ống lũ quét, để kịp thời di rời dân cư và tính toán những cái vị trí để quy hoạch dân cư, đảm bảo cái dân cư ở những cái vị trí an toàn hơn. Ví dụ như là chúng ta vừa thấy cái khu vực này đấy, là cái khu vực mà nguy cơ sạt lở rất cao, thì huyện đã báo cáo và tỉnh sẽ có cái xem xét để tính toán cái việc di rời. Trước mắt là sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm này, để đảm bảo an toàn trước mắt đã. Nhưng về lâu dài là sẽ phải quy hoạch những cái điểm dân cư mới nó an toàn hơn cho người dân. Với cái khối lượng này thì cái thời gian mà để khắc phục được thì cũng rất là lâu dài. Nhưng mà chúng tôi đang yêu cầu trước mắt là huyện, xã và các cái lực lượng tham gia khắc phục sẽ tập trung để mà rồi huy động lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị máy móc để làm sao mà có thể khôi phục được sớm nhất, trả lại cái mặt bằng cho cái khu vực này. Rồi khôi phục các cái công trình về hạ tầng như là giao thông, để thông phục hồi giao thông, rồi là các cái công trình thủy lợi, rồi các cái công trình công cộng như là trường học, trạm y tế, những cái phục vụ cho bà con, để làm sao bà con có một cái thời, trong một thời gian sớm nhất thì có thể quay lại ổn định cuộc sống.